Đây không rồi, đây là chuẩn bị đồ để cúng miếu nè mọi người. Đây là ngày 17 âm đó mọi người. Thì sắp sẵn mâm cỗ chuẩn bị cúng miếu mọi người. Này chè xôi ha mọi người. Xíu nữa vàng mâm cỗ nữa thì mình sẽ quay tiếp ha mọi người. Thì rảnh lúc nào mình quay lúc nấy thôi. Trong rồi ấy mình có thể chia sẻ với mọi người. Đây ha mọi người. Trộn gỏi chuẩn bị cúng nè. Đây là chị ha. Viên trộn gỏi rồi mọi người. Nó biết cũng mười mấy năm hết rồi đó cho mọi người. Cái này cúng miếu nha mọi người. Đây cúng mười mâm ha. Mười cổ nha mọi người. Đây ha chị mọi người, bữa nay là ngày 17 âm lịch đó mọi người. Đây là 11 cổ đỡ cúng miếu nha mọi người. Đây là gu, cái là gu bò mọi người. Cái này là heo quay bún. Cái này là mì cuốn nha mọi người. Cái là nuôi xào. Cái kia là rau sống rồi có gỏi nha mọi người. Còn thiếu cái món hoàn thánh nữa nha mọi người. Đây ha mọi người. Đây là xeo ngoài ha mọi người. Đó, đây là cái mâm cỗ cúng nha mọi người. Hôm nay là có 11 mâm cỗ đồ cúng nha mọi người. Đây là chuẩn bị sắp cúng nha mọi người. Có mưa bữa nay ngày 17 rồi mọi người. Có 11 mâm cỗ đồ cúng. Đang cúng nha mọi người. Sư phụ mọi người. Sư phụ đi dần dần kiểm tre nha mọi người. Đã nấu rồi sao hết rồi mọi người. Giờ với cúng thôi mọi người. Yeah.
Hãy subscribe.